Điểm tin trưa ngày 5 tháng 1. Ba tàu gỗ bốc cháy dữ dội trên sông Ca Long. Tối 4 tháng 1, lãnh đạo phường Ninh Dương, thành phố Móng Cái cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy lớn khiến ba tàu du lịch bị thiêu rụi hoàn toàn. Sự việc xảy ra vào khoảng 19 giờ tối. Lúc này, người dân phát hiện khoang hành khách của một tàu du lịch bốc cháy nên đã báo lực lượng chức năng. Nhận được tin báo, công an thành phố Móng Cái đã điều động 3 xe cứu hộ và hơn 30 người có mặt tại hiện trường. Tuy nhiên, do gió to, ngọn lửa đã nhanh chóng lan ra hai tàu du lịch neo đậu gần đó. Hậu quả, ba tàu du lịch bị thiêu rụi hoàn toàn, không có thiệt hại về người. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do chập điện và cháy dầu lan. Theo lãnh đạo phường Ninh Dương, những chiếc tàu bị cháy này thuộc loại tàu chở khách du lịch trên vịnh Hạ Long và được đưa về cải hoán chuyển đổi sang chức năng khác. Xe container tông đuôi xe đầu kéo trên cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết, tài xế tử vong. Ngày 4 tháng 1, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Bắc Bình, Bình Thuận đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, trưng cầu giám định pháp y để điều tra vụ tai nạn giao thông trên cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết khiến một người thiệt mạng. Theo thông tin ban đầu, trưa 4 tháng 1 tại km 150+600 cao tốc Bắc Nam đoạn Vĩnh Hảo Phan Thiết thuộc địa phận xã Phan Hòa, Bắc Bình, Bình Thuận, xe đầu kéo 63C04218 do ông Đoàn Quốc Việt, 37 tuổi trú Lạc Sơn, điều khiển chạy hướng Phan Thiết Vĩnh Hảo và chạm rất mạnh vào phía sau rơ móc của xe đầu kéo 60H02418 do ông Võ Duy An, 32 tuổi ngụ Nghệ An điều khiển chạy phía trước cùng chiều. Hậu quả, lái xe Đoàn Quốc Việt tử vong tại chỗ, đầu xe 63C04218 bẹp dính, hư hỏng hoàn toàn. Vụ tai nạn đang được tiếp tục điều tra. Xe đầu kéo lật chắn ngang đường, giao thông ách tắc trong nhiều giờ. Ban An toàn giao thông huyện Đắk Rông, Quảng Trị cho biết lực lượng chức năng đang khẩn trương cứu hộ xe đầu kéo bị lật trên đường Hồ Chí Minh nhánh Tây. Khoảng 9 giờ 30 ngày 4 tháng 1, xe đầu kéo 74H00168 kéo theo rơ móc do Nguyễn Quang Trung, thành phố Đông Hà, Quảng Trị điều khiển lưu thông hướng A Lưới, Đắk Rông. Khi đến km 289 đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, đoạn qua xã Tà Rụt, huyện Đắk Rông thì tự gây tai nạn. Tại hiện trường, phần đầu của xe đầu kéo đâm vào ngôi nhà sàn của anh Hồ Văn Gia, làm một số đồ đạc trong nhà bị hư hỏng. Rơ móc nằm chắn ngang cả lòng đường Hồ Chí Minh, toàn bộ sắn khô trên thùng xe đổ ra đường. Sự việc khiến đường Hồ Chí Minh bị ách tắc nhiều giờ đồng hồ. Theo Ban An toàn giao thông huyện này, xe cẩu đang được điều đến hiện trường, lực lượng chức năng đang phối hợp xử lý, dự kiến trong tối ngày 4 tháng 1 sẽ thông tuyến trở lại. Người lượm ve chai tử vong gần công trình đang tháo dỡ ở Củ Chi. Công an huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh đang lập hồ sơ điều tra vụ người đàn ông lượm ve chai tử vong tại khu vực công trình đang thi công trên tỉnh lộ 8, xã Tân Thành Đông. Sáng ngày 4 tháng 1, trong lúc một số công nhân tháo dỡ tường trước nhà trên tỉnh lộ 8, xã Tân Thành Đông thì phát hiện người đàn ông lượm ve chai bất ngờ bị thương. Nạn nhân sau đó được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi. Công an huyện Củ Chi sau đó đến khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của một số người để làm rõ vụ việc. Theo người dân, nạn nhân chừng hơn 45 tuổi quê Đồng Tháp, ở trọ tại huyện Củ Chi. Hiện chưa xác định được nguyên nhân có phải là do tường đổ trúng hay không. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra. Xác minh clip ô tô chạy 210 km/h trên cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ. Chiều 4 tháng 1, đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 7, phòng 8, cục cảnh sát giao thông cho biết đơn vị đang xác minh về clip được cho là quay lại cảnh tài xế lái ô tô chạy trên cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ với vận tốc 210 km/h. Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài hơn 5 phút quay lại cảnh một tài xế lái ô tô được cho là đang chạy trên cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ với vận tốc rất cao, có lúc lên đến 210 km/h. Tài xế lái ô tô vào ban đêm vượt qua rất nhiều phương tiện đang lưu thông cùng chiều. Ngay sau khi mạng xã hội lan truyền clip, đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 7 đã tiến hành xác minh để xử lý vụ việc theo quy định. Cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ và cầu Mỹ Thuận 2 được khánh thành vào ngày 24 tháng 12 năm 2023, đi qua địa phận tỉnh Vĩnh Long và Đồng Tháp, điểm đầu tại phường Tân Hòa, thành phố Vĩnh Long, kết nối với cầu Mỹ Thuận 2, điểm cuối tại xã Bình Minh, kết nối với quốc lộ 1. Theo ban quản lý dự án Mỹ Thuận, tốc độ tối đa trên cao tốc này là 90 km/h và tối thiểu là 60 km/h.